Hà Nội phát hiện nhiều ca nhiễm sars cov 2 khi xét nghiệm tại cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh lo ngại lây nhiễm covid qua đường thông gió chung cư. Mỹ viện trợ 50 triệu USD cho Myanmar, 5 triệu USD cho Thái Lan. Hơn 200 người bị bắt trong cuộc thanh trừng chống tham nhũng mới nhất của Ả Rập Xê Tướng Triều Tiên, Mỹ Hàn sẽ trả giá đắt nếu tập trận chung Cháy rừng ở Siberia lớn hơn mọi hỏa hoạn toàn cầu cộng lại. Trung Quốc tuyên án doanh nhân Canada 11 năm tù. Trung Quốc tài trợ cho các dự án Myanmar theo thỏa thuận với quân đội. Bê bối tiếp rượu trong công sở Trung Quốc gây phẫn nộ. Bắc Kinh đẩy mạnh quốc tế hóa đồng nhân dân tệ nhằm làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Trung Quốc có thực sự hồi phục siêu tốc hậu Covid-19? Quý vị đang theo dõi tin tổng hợp tối ngày 11 tháng 8 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Sở Y tế Hà Nội trưa 11 tháng 8 cho biết vừa ghi nhận 25 ca mắc Covid mới, trong đó có 18 ca tại khu cách ly và 7 ca tại cộng đồng. Như vậy, từ 18 giờ 10 tháng 8 đến 12 giờ 11 tháng 8, Hà Nội ghi nhận 28 ca mắc COVID mới, trong đó có 21 ca tại khu cách ly và 7 ca tại cộng đồng. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.943 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.118 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 825 ca. Hiện nay, Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang phổ biến trong các ca dương tính COVID tại thành phố Hồ Chí Minh, dễ dàng lây qua đường không khí. Các chung cư là nơi có nhiều không gian chung và thông nhau, do đó cư dân không tránh khỏi các nghi ngại về nguy cơ lây nhiễm. Chung cư Vạn Đô, quận 4, ngày 2 tháng 8 phát hiện 5 trường hợp F0 sống ở hai căn hộ liền kề cùng tầng. Cùng ngày, nơi đây ghi nhận thêm vài ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo kết quả PCR, và người có triệu chứng bất thường ở 5 tầng khác trong tòa nhà. Nguy cơ trên cũng dấy lên nỗi lo trong cư dân ở các chung cư có F0 cách ly tại nhà. Một số chung cư trong thành phố gửi cảnh báo đến cư dân về việc hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID. Tại chung cư Lexington, thành phố Thủ Đức, cũng có F0 cách ly tại nhà. Ban quản lý chưa khẳng định virus có thể lan truyền qua con đường này. Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng Bộ Y tế cho rằng, biến thể Delta lơ lửng trong không khí và dễ phát tán, do đó có khả năng lây lan trong cùng không gian. Với không gian ở hành lang, ông Phu nhận định nếu kín thông gió hoặc không khí thông nhau trực diện giữa các căn hộ sẽ có nguy cơ lây nhiễm. Trong trường hợp không khí được thổi hết ra ngoài trời thì khả năng lây nhiễm còn rất thấp. Phần tích kỳ hơn, bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện trợ giấy cho biết. Virus có thể bay vào các căn hộ liền kề hoặc đối diện nhau có chung không gian thông gió ở hành lang. Do đó, các cửa chính của hành lang chung cư, cửa thông gió ở hành lang và cửa sổ có hướng quay ra hành lang hoặc nhìn thẳng sang căn hộ đối diện cần đóng chặt. Tuy nhiên, vị bác sĩ cũng lưu ý không nhất thiết phải đóng chặt mọi đường thông gió. Các cửa sổ thoáng hướng ra ngoài trời có ánh sáng, có nắng, có khoảng không gian rộng thì nên mở thường xuyên để lấy đủ oxy cho F0 trong phòng có thể thở được đồng thời giúp làm loãng tải lượng virus trong phòng. Nếu đóng chặt toàn bộ thì không khí rất ngột ngạt, nồng độ virus đậm đặc chắc chắn sẽ khiến các F1 ở cùng F0 cách ly tại nhà lần lượt nhiễm bệnh hết, bác sĩ Lê Quốc Hùng nói. Ông cho biết thêm, theo nghiên cứu của các cơ quan y tế thế giới, tải lượng virus khi đẩy ra không khí ngoài trời sẽ không đủ để lây nhiễm, virus bị nắng diệt khuẩn một cách tự nhiên sau một thời gian. Hiện các bệnh viện giã chiến cũng đang phải sử dụng cách này để điều trị F0 để giảm nguy cơ lây nhiễm ở các chung cư, bác sĩ Lê Quốc Hùng hướng dẫn F0 cách ly tại nhà cần mở cửa sổ thường xuyên, hạn chế sử dụng máy lạnh, đồng thời khuyên các hộ dân thực hiện tương tự. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Mỹ viện trợ 50 triệu USD cho Myanmar, 5 triệu USD cho Thái Lan. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 8, Mỹ cho biết đang viện trợ hơn 50 triệu đô la cho Myanmar giữa lúc các ca nhiễm Covid gia tăng đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở nước này sau khi các tướng lĩnh lật đổ chính phủ dân cử hồi đầu năm. Ngoài ra, Mỹ cũng đang cung cấp cho Thái Lan 5 triệu đô la để đối phó với Covid. Tại Myanmar, nguồn tài trợ của Hoa Kỳ sẽ được dùng để hỗ trợ những người buộc phải chạy trốn bạo lực và chấn áp, cũng như giúp cho các nhóm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bên cạnh những thứ thiết yếu như thực phẩm, chỗ ở và nước uống, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm. 6 tháng sau khi quân đội nắm chính quyền, nền kinh tế Myanmar đã sụp đổ và hệ thống y tế của nước này gặp khó khăn khi các ca nhiễm virus corona gia tăng. Dữ liệu của Reuters cho thấy, các ca nhiễm COVID đạt đỉnh điểm ở Myanmar vào tháng trước, với trung bình 3.824 ca nhiễm mới hàng ngày được ghi nhận. Tại Thái Lan, số ca nhiễm COVID mới trung bình đang ở mức cao nhất với hơn 20.400 ca được báo cáo hàng ngày. Hơn 200 người bị bắt trong cuộc thanh trừng chống tham nhũng mới nhất của Ả Rập Saudi Ả Rập Saudi thông báo bắt giữ 207 nhân viên của khoảng một chục cơ quan chính phủ, trong cuộc truy quét mới nhất của một cơ quan chống tham nhũng được Thái tử Mohammed bin Salman trao quyền. Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Nazaha đã thông báo về những vụ bắt giữ vào cuối ngày thứ hai, nhưng không nêu tên những người bị bắt giữ và không rõ thời điểm bắt giữ. Cuộc tinh trừng chống tham nhũng của Thái tử bắt đầu vào cuối năm 2017. Vào thời điểm đó, Thái tử Mohammed đã nhắm mục tiêu đến hơn 300 hoàng tử, các nhân vật của công chúng và các doanh nhân. Cuộc tinh trừng chống tham nhũng đã giúp ông củng cố quyền lực và thu về cho chính phủ 106 tỷ USD tài sản. Tướng Triều Tiên dọa Mỹ Hàn sẽ trả giá đắt nếu tập trận chung. Hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim Jong Choi, một tướng quân đội kiêm chính trị gia cấp cao của Triều Tiên phụ trách vấn đề liên triều. Ngày 10 tháng 8, chỉ trích giới chức Hàn Quốc đã từ chối cơ hội cải thiện tình hình. Ông Kim Jong Choi nói, họ sẽ phải trả giá đất vì đã tuột mất cơ hội cải thiện quan hệ liên triều và đáp lại thiện trí của chúng tôi bằng hành động thù địch. Chúng tôi sẽ giúp họ nhận ra từng giây từng phút rằng đây là sự lựa chọn nguy hiểm và họ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng vì lựa chọn sai lầm. Quan chức này cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục nâng cao năng lực gian đe để đối phó với các mối đe dọa quân sự khi Mỹ và Hàn Quốc ngày 10 tháng 8 bắt đầu đặt huấn luyện sơ bộ để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung vào tuần tới. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi bà Kim Yo-chung, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cảnh báo Seoul và Washington về đợt tập trận nêu trên dự kiến bắt đầu vào tuần này. Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra không lâu sau khi Triều Tiên bất ngờ đồng ý nối lại đường dây liên lạc với Hàn Quốc hồi tháng trước. Trước khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu các hoạt động huấn luyện chung, Triều Tiên vẫn phản hồi các cuộc gọi điện hàng ngày thông qua đường dây liên lạc quân sự và phi quân sự. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau cảnh báo của bà Kim Yo-chung, Bình Nhưỡng không còn đáp lại các cuộc gọi này nữa một động thái được cho là nhằm phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Bất chấp những cảnh báo từ Triều Tiên, Hàn Quốc vẫn quyết định tập trận chung với Mỹ, một nguồn tin chính phủ. Hàn Quốc cho biết hôm ngày 8 tháng 8, Chúng tôi vẫn tập trận theo đúng kế hoạch, đây là cuộc tập trận thường niên và cần thiết đối với khả năng sẵn sàng phối hợp chiến đấu. Chúng tôi đang duy trì tham vấn chặt chẽ với phía Mỹ về vấn đề này. Những đám cháy rừng ở vùng Siberia của Nga đã thiêu dụi diện tích hơn 180.000 km vuông lớn hơn nhiều lần so với các đám cháy rừng toàn cầu cộng lại. Cháy rừng ở Siberia là một phần trong chu kỳ hàng năm, nhưng nhiều chuyên gia khí hậu coi phạm vi tàn phá đáng kinh ngạc của những đám cháy năm nay là một dấu hiệu nữa cho thấy nguy cơ hỏa hoạn lớn hơn khi trái đất đang nóng lên. Nga đang phải chiến đấu với hơn 170 đám cháy rừng ở Siberia, khiến các sân bay tuyến đường phải đóng cửa cũng như khiến người dân phải sơ tán trên diện rộng. Alexey Yarosenko, chuyên gia lâm nghiệp của tổ chức Hòa bình Xanh Nga, cho biết những đám cháy đang hoài hành ở Siberia lớn hơn cả đám cháy ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Canada cộng lại. Các nhà phân tích cảnh báo rằng, đợt cháy rừng năm nay ở Nga có thể vượt cả hỏa hoạn tồi tệ nhất của nước này vào hồi năm 2012. Theo Tổ chức Hòa Bình Xanh, gần 7.000 nhân viên cứu hỏa, binh sĩ và nhân viên hỗ trợ khẩn cấp Nga đang chiến đấu với những đám cháy rừng đã thiêu dụi hơn 160.000 km2 ở Siberia. Gần gấp đôi diện tích nước Áo, giới chức địa phương cho biết họ đang cần thêm nhiều tình nguyện viên và kinh phí để chữa cháy. Trước những đám cháy rừng nghiêm trọng ở Siberia, Bộ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực Alexander Kolos tuần qua đã kêu gọi tăng hơn 100% ngân sách chữa cháy từ 81 triệu USD lên gần 190 triệu USD. Tiếp nối chương trình sẽ là những tin tức về Trung Quốc. Tòa án ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 11 tháng 8 đã tuyên phạt doanh nhân Canada Michael Spavo 11 năm tù vì tội gián điệp trong vụ xét xử mà phía Canada chỉ trích mang động cơ chính trị. Tòa án này cho hay Spavo cũng sẽ bị trục xuất, nhưng giới chức Trung Quốc không nói rõ vào thời điểm nào. Đại sứ Canada tại Trung Quốc, Dominic Barton, lập tức lên án phán quyết này. "Chúng tôi lên án phán quyết đó, Spavo vẫn còn cơ hội kháng cáo và anh ấy sẽ bàn với các luật sư về việc này." Trước đó một ngày, ông Barton đã lên án việc tòa án Trung Quốc giữ nguyên bản án tử hình đối với công dân Canada, Roberts Stellenbosch bị buộc tội buôn ma túy. Ông Spavo bị bắt cùng một công dân Canada khác là ông Michael Kovic năm 2018 với cáo buộc làm gián đẹp. Canada chỉ trích đây là các vụ bắt giữ mang động cơ chính trị sau khi Ottawa bắt giữ bà Mạnh Văn Châu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei, theo yêu cầu của phía Mỹ. Các thẳng đã đẩy quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh, chạm đáy trong thời gian qua. Bộ Ngoại giao Myanmar cho biết Trung Quốc sẽ chuyển hơn 6 triệu USD cho chính phủ Myanmar để tài trợ cho 21 dự án phát triển, một dấu hiệu cho thấy sự nối lại hợp tác giữa chính quyền Trung Quốc với chính quyền quân đội Myanmar. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết số tiền này sẽ được chuyển từ Trung Quốc cho các dự án trong khuôn khổ hợp tác Mekong, Lan Cang. Việc trợ này sẽ bao gồm vaccine cho động vật, văn hóa, nông nghiệp, khoa học, du lịch và phòng chống thiên tai. Một thỏa thuận đã được ký vào hôm thứ Hai với Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar, tuyên bố cho biết. Những người phản đối chính quyền quân sự Myanmar đã cáo buộc Trung Quốc ủng hộ việc tiếp quản quân sự. Trong đó, nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi đã bị lật đổ và bắt giam. Bắc Kinh đã bác bỏ những cáo buộc như vậy. Ảnh hưởng của Trung Quốc đã tăng lên ở Myanmar trong những năm gần đây, với việc mở các đường ống dẫn dầu và khí đốt xuyên quốc gia và các kế hoạch xây dựng các khu kinh tế và phát triển càng lớn. Bê bối tiếp rượu trong công sở Trung Quốc gây phẫn nộ Cuối tuần qua, truyền thông Trung Quốc dậy sóng khi vụ việc một nữ nhân viên của tập đoàn Alibaba bị quấy rối tình dục lan truyền trên Internet. Nữ nhân viên này cáo buộc đã bị ép uống rượu và lạm dụng tình dục bởi sếp của mình và khách hàng của công ty. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết đang tiến hành điều tra cáo buộc và không đưa ra thêm chi tiết nào. Nữ nhân viên giấu tên cho biết vụ việc xảy ra khi cô được yêu cầu cùng sếp đi ăn tối với khách hàng tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông hôm 27 tháng 7. Trên bàn tiệc, cô bị xếp ép uống rượu cho đến khi say. Cô gái cáo buộc một trong những khách hàng đã tìm cách lạm dụng mình ngay tại bàn ăn. Người này sau đó đã kéo cô vào một phòng riêng tại nhà hàng và tiếp tục hành vi tấn công tình dục. Trong thông báo gửi đến nhân viên hôm 9 tháng 8, giám đốc điều hành Alibaba Daniel Chang khẳng định công ty kiên quyết phản đối thứ mà ông gọi là văn hóa tiếp rượu xấu xí, ám chỉ tới cáo buộc từ nữ nhân viên trong câu chuyện. Ông Chang cho biết Vụ việc ở Tế Nam đã phơi bày một vấn đề mang tính hệ thống trong văn hóa làm việc của công ty và rằng ông sẽ giải quyết tình trạng này. Một nghiên cứu hồi năm 2018 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền dựa trên phân tích 36.000 thông báo tuyển dụng tại Trung Quốc giai đoạn 2013-2018 cho thấy hiện tượng tình dục hóa nhân viên nữ phổ biến trong các thông báo tuyển dụng. Trung Quốc đẩy mạnh quốc tế hóa đồng nhân dân tệ nhằm làm suy yếu đồng đô la, thống trị nền tài chính toàn cầu. Trong nhiều năm, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển một loại tiền kỹ thuật số dường như chỉ nhằm mục đích sử dụng trong nước. Sự ra đời của đồng Nhân dân tệ điện tử, hiện vẫn đang được thử nghiệm, sẽ giúp Trung Quốc không dùng tiền mặt trong khi trao cho ngân hàng trung ương quyền kiểm soát tập trung chặt chẽ đối với tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, một diễn biến mới đã xuất hiện vào ngày 16 tháng 7. Sách trắng của chính phủ Trung Quốc đã làm rung chuyển thị trường tài chính khi nói rằng Trung Quốc đang thăm dò các khoản thanh toán xuyên biên giới cho đồng nhân dân tệ điện tử. Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số hiện nay dường như là bước mới nhất trong một loạt các bước kéo dài hàng thập niên để quốc tế hóa tiền tệ của Trung Quốc và cuối cùng là kiềm chế sự thống trị toàn cầu của hệ thống thanh toán bằng đồng đô la. Theo một số báo cáo chính thức, Tòa Bạch Ốc coi tiền điện tử mới của Trung Quốc là một nỗ lực có thể làm suy yếu đồng đô la. Trong khi đó, tương lai của đồng bạc xanh với tư cách là bá chủ không thể tranh cãi trong nền tài chính toàn cầu đang bị đặt dấu chấm hỏi. Khi Mỹ đang có kế hoạch tốn kém để chi trả cho các chương trình kích thích kinh tế của họ, các quốc gia khác lo sợ rằng dự trữ đô la của họ sẽ bị giảm sút, có thể tìm kiếm các giải pháp thay thế, điều này hầu hết áp dụng cho Trung Quốc, quốc gia có dự trữ đô la Mỹ lớn nhất ở nước ngoài. Tình hình hiện nay có nét tương đồng một cách kỳ lạ với 50 năm trước, khi vào tháng này, khi kỷ nguyên tài chính toàn cầu hiện nay được tạo ra bởi tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là Richard Nixon, vào tháng 8 năm 1971 ông đã đưa hoa kỳ ra khỏi tiêu chuẩn vàng quốc tế và cho phép đô la pha giá. Ngày nay, một kỷ nguyên mới trong kinh tế toàn cầu đang ló dạng mà không thể đoán trước được như kỷ nguyên trước. Trung quốc đã tăng cường nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ một phần để hạn chế bất kỳ tác động nào đối với nền kinh tế của chính nước này khỏi việc gia tăng căng thẳng với washington. Ngoài ra, trung quốc đang đáp trả lo ngại rằng washington đang vũ khí hóa đồng usd để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với trung quốc. Sự kết thúc của hệ thống tiền tệ Bretton Woods vào năm 1971 đã mở đường cho một hệ thống tỷ giá hối đoái, chỉ được xác định bởi các tác nhân thị trường. Hệ thống này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay và đồng đô la vẫn là đồng tiền ưu việt của thế giới nhờ sự phụ thuộc toàn cầu và nền kinh tế Hoa Kỳ, sự tin tưởng của các thể chế của Hoa Kỳ và vai trò của Hoa Kỳ như một siêu cường toàn cầu. Hệ thống này đã mang lại ảnh hưởng to lớn về kinh tế và chính trị cho Hoa Kỳ. Nhưng giờ đây, các chuyên gia cho rằng nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với một khúc quanh khác. Theo các nhà đầu tư và các nhà kinh tế, ảnh hưởng kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc, chủ yếu là liên kết thương mại với một số quốc gia châu Á và châu Phi, cũng có thể thúc đẩy việc chấp nhận đồng nhân dân tệ là đối thủ chính của đồng tiền Mỹ. Theo Michael Hasitas, người điều hành quỹ trái phiếu toàn cầu Templeton, cách tiếp cận kỹ thuật số của Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc nâng giá đồng nhân dân tệ trên thế giới. Trung Quốc sẽ tạo ra điều kiện dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng đồng nhân dân tệ để đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu của Trung Quốc và sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường nhân dân tệ ở nước ngoài. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng kỳ vọng đồng nhân dân tệ sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong việc định giá dầu thô, quặng sắt và các hàng hóa khác cũng như trong việc giải quyết các giao dịch. Một thập niên trước, hầu như không có giao dịch thương mại nào của Trung Quốc được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, nhưng vào năm 2019, con số đó là 14% đối với hàng hóa là và 24% đối với dịch vụ theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC. Tuy nhiên, tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đang ở vị trí thứ 5 với một khoảng cách xa 2,5% cổ phiếu bất chấp những bước tiến gần đây, tụt hậu so với đồng bạc xanh, đồng euro, đồng yên và đồng bảng Anh. Dù vậy, theo IMF, đồng USD vẫn là vị vua không thể tranh cãi của nền tài chính toàn cầu, chiếm 59,5% dự đoán toàn cầu trong 3 tháng đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, trung quốc đang thúc đẩy hình ảnh về một quốc gia hồi phục kinh tế rất nhanh sau đại dịch thế nhưng ngay những người trong cuộc lại không thực sự nghĩ vậy tờ scmp dẫn lời các chuyên gia trong nước cho biết trung quốc là nền kinh tế đầu tiên hồi phục sau đại dịch nhưng đó là sự hồi phục chấp phá dữ liệu thực tế chỉ ra sự chia rẽ phân biệt giữa các vùng kinh tế tại trung quốc ngày càng sâu sắc đúng là kinh tế có tăng trưởng nhưng chỉ tập trung vào các tỉnh có thu nhập và tiêu dùng cao còn những vùng nghèo thì lại càng tụt lại phía sau nhà kinh tế trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài sản Pinpoint Chang Chi đánh giá tác động của đại dịch với sự phát triển của nền kinh tế có thể còn lâu dài hơn những gì chúng ta tính toán. Mọi người đều nghĩ dịch bệnh đã chấm dứt, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta thấy thực tế không phải vậy. Sau hơn một năm vắng bóng, dịch bệnh ập trở lại Vũ Hán với sự xuất hiện của biến chủng nguy hiểm Delta. Nhiều nước khác tại Trung Quốc cũng đang vật lộn với Delta vài tuần qua buộc giới chức địa phương phải tái áp đặt nhiều hạn chế. Người tiêu dùng và doanh nghiệp một lần nữa bị ảnh hưởng. Sự chia rẽ kinh tế vùng thể hiện rõ nhất qua con số tăng trưởng chính thức 6 tháng đầu năm 2021 vừa được 29 trên 31 tỉnh thành công bố. Theo phân tích của SCMP, tăng trưởng GDP của mỗi tỉnh phản chiếu chính xác mức độ phục hồi doanh số bán lẻ địa phương. Tổng sản phẩm quốc nội GDP Trung Quốc tăng 5,3% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2019. Doanh số bán lẻ toàn quốc chỉ số quan trọng đo lường mức chi tiêu tiêu dùng tăng 4,4% trong cùng kỳ. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, mức lạm phát của Trung Quốc trong tháng 7 2021 là 1%. 6 trong 8 tỉnh hàng đầu, chủ yếu ở phía Nam Trung Quốc có doanh số bán lẻ tăng trưởng cao hơn hoặc bằng nửa đầu năm 2019. Ngoại trừ tỉnh Chiết Giang, nơi chủ yếu phụ thuộc vào xuất khẩu và Tây Tạng, không có công bố số liệu. Cùng lúc, tất cả năm tỉnh có tỷ tỉ lệ tăng trưởng chậm nhất đều có doanh số bán lẻ trong nửa đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 cụ thể là Hồ Bắc, nơi bị ảnh hưởng bởi dịch và các tỉnh vành đai phía Bắc như Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Nội Mông và Hà Bắc. Qua các số liệu trên, có thể thấy một lần nữa, sự chia rẽ kinh tế giữa hai miền Bắc Nam của Trung Quốc đã tồn tại từ lâu, nay càng sâu sắc. Tuy nhiên, nhà kinh tế Chang Chi Wei nhấn mạnh, điểm mới và đáng lo ngại nhất chính là mức độ phân hóa về tỷ lệ tiêu dùng giữa hai khu vực. Bởi vì trước dịch, dù tăng trưởng kinh tế Bắc Nam có lệch nhưng tỷ lệ tăng trưởng tiêu dùng rất ổn định và gần như không chênh lệch nhiều. Nhưng nay, dù đã một năm rưỡi sau thời điểm dịch bệnh được khống chế, một số khu vực vẫn không thể cưỡng dậy lại như trước. Tỷ lệ tiêu dùng chênh lệch là rất đáng quan ngại vì đằng sau đó chính là mức thu nhập và việc làm. Thị trường công việc đô thị cũng chấp vá. Trong quý thứ 2 2021, tại khu vực phía Đông, miền Trung và Tây Trung Quốc, lượng việc làm sẵn có vượt số lượng đơn xin việc nên môi trường tìm việc tại đây dễ thở hơn song tại khu vực phía Bắc và hầu hết các thành phố lớn như Bắc Kinh, Tiên Tân, tình cảnh việc làm lại đối lập. Tại các tỉnh phía Bắc, môi trường đầu tư hạ tầng từng là động lực thúc đẩy kinh tế cũng đã giảm sút vì chiến dịch giảm nợ của chính quyền trung ương. Do đó, các nhà phân tích chỉ ra, những thách thức lớn hơn vẫn còn đang chờ ở nửa sau của năm 2021 khi đại dịch đang hoành hành trở lại. Chưa kể thời gian này, một số cơ sở sản xuất và chuỗi cung ứng nước ngoài đã phục hồi nên Trung Quốc sẽ chịu cạnh tranh mạnh hơn, khó có thể duy trì mức xuất khẩu mạnh như đã thấy trong nửa đầu năm. Quan trọng nhất, sức tiêu thụ chỉ có thể khôi phục hoàn toàn khi không còn ổ dịch lớn bùng phát. Đây là điều không thể trong bối cảnh SARS-CoV-2 đang quay trở lại Trung Quốc. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.